Nếu con bạn đang ốm tái đi tái lại nhiều lần thì đừng quên yếu tố rất có thể con bạn đang bị thiếu kẽm. Cùng tìm hiểu bác Thắng trong video này thôi. Theo điều tra dinh dưỡng năm 2019 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì ở Việt Nam các em bé từ 6 tháng đến 5 tuổi có đến gần 60% là thiếu kẽm, đặc biệt với các bạn nhỏ dưới 2 tuổi thì tỷ lệ này còn cao hơn. Thế tại sao mà các em bé lại hay bị thiếu kẽm như thế? Thì việc đầu tiên ấy đó là gì? Là các em bé bị thiếu kẽm đa phần là do chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng của chúng ta không hợp lý, đặc biệt là những cái em bé mà lại còn bị thiếu máu, thiếu sắt ấy, thì cái cơ chế hấp thu của kẽm và của sắt nó giống nhau. Chính vì thế mà thường là thiếu máu thì lại kèm theo cả thiếu kẽm luôn. Thế là các em bé lại vừa ốm yếu, nó là do thiếu máu, thì lại càng đề kháng kém là do thiếu kẽm. Thế nó cứ vòng luẩn quẩn, thiếu máu thì ốm nhiều thì lại càng thiếu kẽm, vân vân. Thứ hai, đó là các em bé chúng ta điều trị các đợt bệnh không tốt cho các em bé, làm cho các em bé bị ốm dai dẳng, kéo dài ra. Thì kẽm là một cái thành phần rất quan trọng để duy trì được cái sức khỏe của hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Khi mà ốm nhiều quá, tiêu hóa thì kém hấp thu, niêm mạc thì bị tổn thương liên tục và nhu cầu kẽm của cơ thể nó tăng lên. Chính vì thế mà cái lượng kẽm của các em bé nó lại càng giảm xuống, giảm nhưng lại không được tăng hấp thu, thế là các em bé sẽ bị thiếu kẽm. Vậy thì làm thế nào để biết được con mình đang thiếu kẽm? Nếu con bạn có những cái triệu chứng sau thì rất có thể con bị thiếu kẽm. Thứ nhất đó là da của em bé bị khô này, các vết thương của em bé bị lâu lành, rồi tóc dễ bị rụng, móng thì dễ bị gãy. Thứ hai đó là em bé rất biếng ăn, suy dinh dưỡng, thiếu cân, thiếu chiều cao, còn có thể đang bị thiếu kẽm. Và số 3 đặc biệt quan trọng đó là em bé miễn dịch rất kém, hay bị ốm vặt, ốm thì tái đi tái lại nhiều lần, hoặc mỗi đợt ốm thì kéo rất dài, có khi vài tuần, có khi cả tháng mới khỏi. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được là con mình đang bị thiếu kẽm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giúp con thoát ra khỏi tình trạng này? Thì việc đầu tiên ấy, với những các em bé, đặc biệt là các em bé dưới 2 tuổi và trên 6 tháng, chúng ta nên bổ sung kẽm dự phòng cho các em bé 1 đến 2 lần một năm. Nó mỗi lần kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Đặc biệt là nếu các em bé vừa mới qua một cái đợt mà ốm tái đi tái lại nhiều lần ấy, thì chúng ta cần phải bổ sung kẽm sau cái đợt này liên tục ít nhất 1 tháng cho em bé. Và ấy, chúng ta nên nhớ rằng là kẽm là một thành phần thiếu, nhưng mà nếu mà chúng ta không bổ sung thêm các dưỡng chất khác mà em bé cũng đang bị thiếu, như em bé thiếu vitamin D, thiếu canxi, thiếu sắt, thì một mình kẽm sẽ không giúp cho con tăng cường sức đề kháng được đâu, mà chúng ta phải bổ sung tổng hợp cho em bé. Đấy, chính vì thế nếu mà các bạn thấy con mình hay bị ốm quá, có thể nhắn tin với bác sĩ Thắng để bác sĩ Thắng xem là bạn thấy thực sự là đang thiếu gì để bổ sung cho các con. Đó là những gì bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Nếu bạn thấy hay, like, share và subscribe kênh của bác sĩ Thắng. Xin chào, hẹn gặp lại.